Thế rồi là những cái Tết mà sống xa quê hương thì ôi thôi, gọi là Tết chan nước mắt. À, bố mẹ của Phương, gia đình thì vẫn sống ở nửa vòng trái đất, niềm vui không trọn vẹn. Thì có thể là bởi vì thì mình ở Việt Nam lại đón xuân một mình thì dĩ nhiên là không thể vui được. Cái mong muốn của Phương là được về Hải Phòng, về quê của mình để sống lại và tìm lại một chút những cái ký ức kỷ niệm của mình về Tết khi mà mình còn thơ đấy. Thành ra Phương thấy là đúng là những cái sự xa cách hay là mỗi một cái chuyến đi, cái sự trở về hay sự gặp gỡ đều vô cùng ý nghĩa. Tuổi thơ ở Hải Phòng thì có cha mẹ, có cái không khí Tết của hàng xóm láng giềng này, cúng cúng giao thừa xong xuôi, bắt đầu để ăn một bát miến gà hay là ăn một miếng xôi, rồi bắt đầu là cái cảm giác như đi hái lộc đầu năm đấy. Bắt đầu Phương hay thường mang về nhà mấy cành me, bố sẽ đóng đinh và cài trên tường. Rồi khi lên tới Hà Nội thì là những cái đêm mà đêm giao thừa mình vẫn còn còn đi hát, phóng xe máy ở ngoài đường hát từ điểm nọ sang tới điểm kia, nhưng mà làm sao cố gắng vẫn phải về nhà đúng trước khi giao thừa, là bởi vì sợ là mình đỡ phải xông xông đất nhà mình kiểu thế. Thế rồi là những cái Tết mà sống xa quê hương thì ôi thôi, gọi là Tết chan nước mắt đấy. Cái mà Phương cố giữ nhất đó chính là tất cả những gì mà Phương đã từng có được khi mà được sống với bố mẹ và được quan sát, được thấy quê hương mình đón Tết thế nào thì Phương sẽ làm y hệt vậy. Có nghĩa là Phương phải nấu những món ăn y hệt như mẹ mình đã nấu, rồi thắp nhang, rồi gọi là đón ông bà về ăn Tết, rồi cúng tất niên, rồi hóa vàng như thế nào, là Phương sẽ giữ đúng cái tập tục như là mẹ mình đã từng làm và từ những khi bé mình đã từng thấy. Rồi cái ngày mùng 2 Tết thì đi hội chợ. Và đi hội chợ Tết ở nước ngoài thì thương lắm, cộng đồng người Việt thì sẽ rất là ít. Thì bao nhiêu mọi người sẽ chỉ tập trung vào đúng cái dịp đấy thôi. Rồi sẽ tái hiện lại rất nhiều những cái khung cảnh, những cái khung cảnh mà mùa xuân của Việt Nam. Có ông đồ viết sớ này hay là viết mấy cái chữ để chúc phúc ngày Tết, chúc an lành. Rồi có những cái chỗ mà y hệt như mấy cái làng quê mà chúng ta khi mà rời xa quê hương thì họ sẽ mang theo tất cả những ký ức ấy đi, và những cái ngày Tết họ sẽ tái hiện lại. Trước thêm năm mới, Thu Phương cũng xin được gửi lời chúc đến khán giả và những người Việt Nam sống ở khắp nơi trên thế giới sẽ đón một mùa xuân và một cái Tết thật an lành và ấm áp. Chúc mọi người nhiều niềm vui hơn, một năm được thật nhiều sức khỏe, một năm may mắn và một năm thành công. Bài hát này của chung tất cả mọi người và là một cái lời chúc đầu năm Thu Phương muốn dành đến khán giả khắp nơi. Kia tiếng chim dồn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa mùa xuân tươi. Chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu. Kia